với một cái dạng bài toán khác, là thay vì người ta cho như thế này là ma trận location mark nick rồi available là 622, chỗ này chúng ta chưa cấp, và chỗ này thực ra thì cái word hiện nay nó không phải là 622 nữa, nó khác rồi nha. Như vậy mình nhìn cái ma trận mà tiến trình B1 yêu cầu thêm request, vậy thì mình xem cái khách hàng B1 này yêu cầu thêm nó có nhỏ hơn hoặc bằng cái mà ngân hàng đang còn không? Nhỏ hơn. Nhỏ hơn. Vậy thì mình phải cấp, nhỏ hơn là cấp. Cấp là sao? B1 yêu cầu. B1 hiện nay nó đang có là gì? 321. B1 hiện nay đang có là 321. Vậy thì nếu như mình cấp thêm hai loại tài nguyên A thì lúc này B1 nó sẽ giữ bao nhiêu loại tài nguyên A? Là 5. Hiện nay nó đang giữ 3 mà nó yêu cầu thêm 2 mà nó được cấp á, là mình phải cộng thêm 2 nữa, là chỗ này chúng ta sẽ bằng 3 cộng với 2 là cái mà nó được cấp thêm. Được chưa? Rồi tương tự như thế, chỗ này loại tài nguyên B nó sẽ bằng cái cũ của nó là 2 cộng với lại 0. Nó không yêu cầu là tài nguyên B thì nó vẫn giữ. Nhưng tài nguyên C thì nó sẽ yêu cầu thêm mấy? Yêu cầu thêm 1. Và lúc này các bạn thấy cái nick của chúng ta nó thay đổi. Bởi vì bên này nó cần tối đa là 8 mà lúc nãy là nó chỉ có giữ 3 thôi, thì cái nick của chúng ta khác. Mà bây giờ nó giữ 5 thì cái nick nó khác. Như vậy thì đối với dạng bài toán mà có request thì bước đầu tiên chúng ta phải cập nhật lại cái này, được không? Bước thứ hai là cái ma trận word hiện nay theo các bạn loại A còn bao nhiêu? Hiện nay ngân hàng đang nắm giữ loại A là bao nhiêu? 4 thôi, không còn 6 nữa. Bởi vì mới cấp cho cái anh kia 2. Đấy, cho nên chỗ này chúng ta chỉ còn là 4 thôi. Và tương tự như vậy nó sẽ là 421 chứ không phải là 622 như cũ nữa. Và bây giờ chúng ta lại quay trở lại bài toán ban đầu. Nick chúng ta có rồi, word chúng ta có rồi. Word bây giờ nó không phải là bằng available nữa, mà word nó sẽ bằng available trừ cho request. Đó, nó khác tí xíu. Và chúng ta đang có word. Và đến bước tiếp theo, bước 3 thì cũng kiểm tra word bằng nick của tiến trình thứ y. Mình dùng lại cái nick mới thôi. Bây giờ mình làm thử lại bài này. Vậy thì 422 mình cấp được cho ai không? B2 421. Như vậy mình sẽ cấp được cho B2. B2 và mình sẽ thu lại là bằng lấy giá trị này mình sẽ cộng với cái location của B2. Và B2 cấp phép rồi, mình đánh dấu màu vô đây. B2 cấp phép rồi. Tiếp tục. Sau khi B2 xong 634. Đánh dấu bên này dễ thấy hơn. 634 cấp phép rồi. 634 là cái hiện nay ngân hàng đang có. Vậy mình có thể cấp phép được cho 1 được, 4 được. Vậy chúng ta cấp cho B1. Và sau khi cấp B1 xong, chúng ta sẽ thu lại và B1 chúng ta cấp xong. Rồi B1 xong thì chúng ta có thể cấp được cho B3.
Bởi vì 11, 5, 6. Ok, mình sẽ cấp cho B3. Và nó sẽ bằng cái này cộng với B3. Rồi B3 đã cấp xong. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ có 11, 8, 6. Chúng ta cấp cho ai cũng được cả. Chúng ta cấp cho B0 bằng 11 này cộng với lại location của B0. Và tiến trình B1 đã được cấp phát xong. Và cuối cùng chúng ta cấp phát cho B4. Nó sẽ bằng ở đây cộng với location của B4. 1599. Như vậy cuối cùng, nếu như B1 yêu cầu thêm 201 thì chuỗi vẫn an toàn. Chúng ta vẫn có được cái hệ thống an toàn. Và chuỗi của chúng ta là 2, 1, 3, 0, 4. Được chưa nào?